trước cái nhà thuốc điều trị gãy xương nhiều nhân. Nhà thuốc xem hình ảnh, xem bên chụp, kiểm tra lại mới nhất của bệnh nhân. Sau 1 tháng, bệnh nhân mổ thuật vít đinh, nội xốp, gãy cổ xương đùi, kết hợp bệnh nhân bị gãy xương chậu và gãy xương ngành ngồi. Thì trên bên chụp kiểm tra sau 1 tháng thể hiện xương hóa rất là kém, đường gãy có nứt, di lệch và hở rất là nhiều, đặc biệt là xương chậu và xương ngành ngồi hầu như là chưa có hóa chút nào. Vì sau 1 tháng bệnh nhân chưa đứng được và chưa đi lại được. Hiện tại khớp háng và khớp gối bệnh nhân đã có hiện tượng cứng rất là nhiều. Hôm nay bệnh nhân đến nhà thuốc, nhà thuốc sẽ đắp thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 50 đến 60 ngày là xương cân hoàn toàn, và sau một thời gian điều trị bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Anh ngồi trên này là bao nhiêu ngày rồi? Được vào thương vào tầm 45 ngày. 45 ngày. 2, 4, 6, 6 tuần. 6 tuần. Anh đi đâu một cái xương này? Em làm xây dựng đấy. Phi đây chụp kiểm tra bao giờ đây? Cái này một cái kiểm tra hai một cái 4 tuần. Cái là 2 tuần. Hình ảnh trên phim anh về này. Gãy cổ xương đùi nhé. Xong một thuật vít đinh nhé, đắp vít nội xốp đúng không? Và gãy xương chậu, cái là gãy xương bụng ngồi nhé. Gãy là gãy xương bụng ngồi, và cái là gãy xương chậu nhé. Thì em sẽ đắp cả xương cổ đùi và cả xương chậu cho anh nhé. Cả xương bụng ngồi cho anh nhé. Đấy. Năm anh bao tuổi rồi? Em 38 tuổi. Sau ngoài phim mới mổ và sau mổ 4 tuần thì xương không căn nằm đâu nhé. Hầu như chưa căng một chút nào cả. Anh nghe rơi từ anh là táo à? Em ngã tầm khoảng 5 mét. 5 mét rồi rơi xuống. Thế là vết mổ này, còn anh nên nằm đây. Nằm đây. Đọc nằm đây. Đây. Dít. Tinh lộn xốp nhé. Thì em sẽ đắp cháu đứa dây, đứa dây sinh nhé. Cái dây sinh không? Đây đây đây. Đây đây. Em đắp từ đây nhé. Xuống từ xương này nhé. Hôm nay bao tuổi rồi? 38 tuổi, 38, 39 rồi. 38, quê ở đâu nhỉ? Nhân Lý, Thanh Long, Yên Mỹ, Hương Yên. Anh biết trước sau này anh không phải ngủ. Đấy thì nó khổ cái rồi, lúc bị thì mới đi tìm. Tai nạn lao động được hỗ trợ gì không anh? Em có được cái gì đến lao động phổ thông mà. Thế là như thế này là sạc nghiệp rồi. Nông nghiệp và sản nghiệp. Mổ mất bao tiền rồi? Em mổ mất vào mấy chục. Mấy chục rồi nó là siêu này, rất là chậm căng. Nào, cháu ơi, đang làm việc nhá. Thế nào bó được làm như này nhé. Này, biết hàng ngày buông nghệ em từ đây nhé. Buông ngã. Buông mẹ em từ đây. Và xuống đây, xuống ngồi xuống chậu nhé. Vâng. Nào, nhé. Thế thương người người em đắp trực tiếp đây nhé. Sang đây. Vì mình của anh ấy sâu xuống. Sâu xuống. Bắt 3 vít đúng không? Thì đứng lên ngồi thì xem thôi nhé. Đắp nó. Nghiêng lên. Nghiêng một tí. Chia ra đưa ra vít của anh. Đây nhá, anh nhìn với xương chậu này, người xương mùi này, nhá, là cái cổ đùi nhá, thì nam bó trải dài này, trải dài nhá, cách sao ấy, em nghĩ là sao đấy, chị nhìn nhá, đặt ná từ đây từ mông này, đặt đây này, anh nhìn tay ở đây, nhìn tay ở đây, rồi dùng băng phun nhé, cố định lại. Hàng ngày bôi nghệ vào mông và người chủ phục hồi nhé. Tức là cái hàng ngày nó tháo cái lá ra. Tắm giờ tháo được. Đây đây. Thì chắc này mà. Ông bật nó chơi này. Nào. Chân chú như thằng nào kia thằng nào kia đây. Đấy. Thằng nào nhé. Tôi mới hơi cứng rồi.
Kêu chỗ kia cho em nhá. Em không muốn. Nhà tốt. Ủa em đang tập cái thôi được. Tập được. Để nó vào cơ cực ngồi đây. Đặc biệt là kêu chỗ bên chó nhá. Nó đấy không uống nhà tốt rồi. Vậy nhờ đấy. 100% rượu. Không uống rượu là thật là nhất. Nhà em mới đem ra cũng là uống rồi. À, thế thì tốt. Quá là tốt lắm. Khi được rượu là đẳng cấp rồi. Không uống bia là tốt. Nắm chủ được nhiều cái trong cuộc sống và trong công việc luôn. Rượu bia vào cũng tốt. Năm nay là hơn tháng rồi chán nó, hơn tháng rồi chán nó. Đau đều đau ngửa. Bó cái này bỏ ra nó sưng cái gối. Anh bó tầm rồi. À, nó giữ định vị cái... Đúng rồi, nẹp trồng xoay. Bột thủy tinh đấy. À, đắt. Anh đi này là tầm có một tháng đi lại rồi. Tầm từ 20-25 ngày một tháng đi lại rồi. Có tầm 2 tháng mới khỏi là anh lấy nặng rồi. Lấy anh lấy 3 điểm. Với xương cổ đùi. Với xương cổ mồi và với xương chậu nhé. Anh à, đấy. Không rượu bia nhé. Trong trình điều trị không rượu bia này. Một ngày bơm rượu đây là 2-3 lần đấy nhé. 5 ngày thay một miếng. Và thu uống 3 ngày một thang nhé. Uống hết hàng ngày. Nếu khách uống thuốc nào khách tâm nhà lại giảm tình sau nhé. Nếu anh không hiểu biết chó này, cà muối nhé, có lại văn của anh thì chỉ cho em là hai cái này cho anh tầm rồi 2 tháng còn nhé, nhưng tầm 20-25 ngày anh phải tập đi cho em nhé, được chưa? Bây giờ thì em chưa tập đi, chưa tập đi, ít nhất là từ gần 20 ngày, từ 15 ngày đi anh tập đi cho em nhé. Bây giờ tập đi vội với xương anh không gan mà xương chậu vẫn còn đang hở nhiều, xương anh ngồi như vậy và xương phục hồi vẫn lạnh ấy. Để cho nó cam xương đi được nhé, anh đi được bây giờ là gầy đi, là cao binh và bật binh chăng. Vâng. Mà là gầy, nhà rất là khổ nhé. Vâng. Của anh cho người, ở đây này. Của anh cho anh phục nhé. Vâng. À, chào anh. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả thực tế trước và sau khi bệnh nhân được ngả thuốc điều trị bằng bò lá và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhẹn xương sau 1 tháng. Đây là phim chụp ban đầu bệnh nhân lúc chưa điều trị tại nhà thuốc. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi. Hình ảnh xương gãy còn hở và như lệch xuống dưới kết hợp bệnh nhân bị vướng xương chậu và gãy xương vụ ngồi. Vì bệnh nhân mổ lâu ngày xương con hóa rất là chậm. Và đây là kết quả sau 1 tháng được ngả thuốc điều trị. Bệnh nhân có ra viện chụp chiếu lại. Hình ảnh trên phim thể hiện cổ xương đùi của bệnh nhân đã can hóa hoàn toàn. Đường gáy can hóa và khít hoàn toàn. Ta cùng xem hai kết quả trước và sau khi được ngả thuốc điều trị. Đặc biệt là xương chậu và xương ống ngồi bệnh nhân đã can hóa hoàn toàn. Ta cùng xem hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân bỏ lá. Cổ xương đùi vừa xương chậu người xương ủng ngồi đã can hóa hoàn toàn. Hiện tại bệnh nhân đã chống nặng, đi nhẹ nhàng. Hôm nay nhà thuốc sang xin hình ảnh thực tế lần đầu về quá trình điều trị của nhà thuốc. Chào anh nhé. Hôm nay em sang chị này. Quá trình ngày trước hình ảnh ấy. Quá trình ngày trước anh bị gãy cổ xương đùi. Kết hợp với anh bị gãy xương ngùi ở xương chậu, đúng không? Anh từ đó anh bó được thuốc nghe được bao nhiêu ngày được? Tầm 4 ngày. Anh bó được bao nhiêu ngày anh đi lại được? Tầm 25 ngày. 25 ngày. Anh đi lại em một vòng dài anh kia nhé. Yeah,
Hàng ngày đi được bao nhiêu vòng như này? Rồi. À, mày năng đi lại cho em nhá. Ừ. Anh ngồi ghế đi. Thời gian thì anh đi kiểm tra với em xem đồ xương tan nhà mua đi là anh còn hết những đau nhức ở vùng gãy không? Gãy thì không đau nhức nhưng mà hơi bây giờ lại phần gối. À gối thì hơi cứng mà. Anh 5 ngày sau anh đừng bất cái nào bỏ này ngâm rượu cho em nhé. Thì bóp bóp đầu gối bóp đùi nhé, co vào bắp chân bắp cổ chân phải cứng nhé. Thế là em phải nói cái nám ra kiểm tra. Vâng, có cái nám kiểm tra cho em. Cái bộ này là tốt rồi. Kiểm tra anh nhé. Chào anh nhé. Hôm nay em sang cho chương ngày lần 2. Chương ngày trước anh bị gãy xương cổ đùi, áp lực vít đinh nối xốp, cái là bệnh vỡ xương chậu và gãy xương bụng ngồi. Từ đó anh bò lá anh khỏi được bao nhiêu tháng chưa? Em bò lá được khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng. Anh bò bao nhiêu ngày anh đi được nặng và anh bỏ nặng ra? Đi được nặng thì mất độ khoảng 20 ngày, 25 ngày. 25 ngày. Anh bò anh đi nặng bao nhiêu ngày anh bỏ nặng? Được khoảng tháng rưỡi bò lá thì em bỏ nặng ra đi không được. Thì anh đi lại bình thường chưa? Đi lại nói chung là được khoảng 90%. 90%. Anh đi ra một vòng dài kia nhé. Kiểm tra phim đằng trước là xương can tốt rồi. Đi thoải mái em, đi vào vòng dài đằng kia. Đi nữa đi tiếp ra đằng kia. Thôi, đi đằng kia đấy. Đi nữa. Thế bây giờ mới đi ra đây à? Vâng. Con đang hình ảnh của anh ấy mà. Đi này là tốt rồi. Anh đi em một vòng nữa. Đi lại đây đây đi vòng nữa. Đi sát đây xong đi vòng một dài nữa. Hàng ngày anh đang đi lại cho em nhé. Đi vòng này xem. Rồi anh ạ. Vụ này đi là khá tốt rồi. Anh ngồi đây. Hàng ngày anh đang đi lại cho em nhé. Vâng. Kiểm tra đằng trước thì phim trên xương can tốt rồi. Hàng ngày anh đang đi lại cho em buổi sáng buổi chiều nhé. Tiếp tục ngâm cho em nắng lốc ngải cứu không cần đấy, còn như không khí huyết mà. Mai em sang em xin ảnh lần hai mức độ này anh đi gần như bình thường rồi. Anh có tâm nguyện một thời gian là anh đi bình thường nhé. Chào anh nhé, chúc anh gia đình khỏe.